đa số mọi người biết qua mình qua cái tên là Hồ Phước. Dạ, tại vì tên Lê Bảo Trân là tên trong cây xanh của em nhưng mà bị người nhà đặt lộn á. Dạ. Ai đi đặt mà lộn tên? Dạ, ông cố. Rồi có báo cho cố biết là đẻ con trai không? Dạ có. Mà sao cố đặt tên con gái? Dạ tại vì ông của em đi làm giấy khai sinh một lần tới mấy đứa cháu luôn cho nên là đặt nhầm. Thôi đất ơi. Em đã được 20 lồi bánh chưng rồi mà vẫn còn cô đơn. Các cháu ơi, bà cũng gần 60 lồi bánh chưng rồi, cũng chưa bao giờ bà làm chiếc bánh trung thu to như ngày hôm nay đâu nhá các cháu nhá. Hai em ơi, ngày hôm nay nếu như anh đã từng học lực thì anh sẽ nguyện làm bị cáo để hai em làm chủ tọa phán xét vào trái tim của anh, có được không ạ? Nghe ổng giới thiệu mà nghi ổng MC rồi, ổng uống lưỡi dữ rồi. Đúng, với lại luật nữa mà luật. Lanh miệng lắm. Ông này là cãi là luật sư bên kia luôn á. Luật hát á là tụi em hát có một mình. Nhưng mà kịch á là diễn nhau hoài à. Ôm ấp nắm tay nắm chân tập riết luôn. Nhưng mà nếu mà tụi em chọn anh chàng đó đó, anh chàng diễn kịch đó đó, thì tụi em phải mở lòng dữ lắm. Em. Dạ. Mấy nhỏ gái nó nhào vô thay đồ trước mặt em không? Dạ không, là đúng rồi, tụi em có để một, tụi em có thiết kế tụi em văn màn ra làm cái phòng thay đồ riêng cho nữ, còn nam tụi em thì thay đồ ngoài luôn. Thay đại luôn đúng không? Dạ. Đó là tụi chị cũng có văn màn nhưng nó loạn lắm. Loạn là không còn gì nữa. Lúc đó mình mới có 18, 19 tuổi mà người cũng đẹp như mấy con bé này chứ. Mà coi chùa hết, ai cũng coi coi lúc đó. Toàn bộ luôn chứ không phải là một mình Việt Hương nha. Tần số tình yêu mùa 2, 21h35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.